Mời các bạn cùng đến với một góc tâm hồn Việt Nam qua bài thơ Một vị tướng về hưu của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu viết bài thơ Một vị tướng về hưu lấy một hình mẫu của một vị tướng nguyên là tư lệnh sư đoàn nơi ông công tác. Khi ông về hưu, với những nét rất bình dị, gần gũi, thân thuộc và đã là vị tướng đã từng tham gia nhiều chiến trường chống Pháp, chống Mỹ trong năm tháng đất nước vô cùng khó khăn và ác liệt, nhưng về đời thường rất đỗi thân thương, gần gũi với nhân dân, bà con xung quanh mình, với tình cảm với người vợ bao nhiêu năm xa nhà đi kháng chiến, vợ đằng đẵng một mình. Đọc bài thơ, chúng ta có những niềm yêu quý và trân trọng vô cùng những con người đã bỏ một thời trai trẻ để đi chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân mà phải hy sinh những riêng tư, những quyền lợi của cá nhân mình. Và ta càng trân trọng hơn những vị tướng ngày xưa trong gian khổ, khó khăn nhưng phẩm chất tuyệt vời. Và đó là một điều chúng ta dễ nhận thấy khác xa với những vị tướng thời nay. Mời các bạn cùng nghe bài thơ. Thôi đã dứt đường binh nghiệp, nghỉ hưu rồi bác ở quê, chạy nhớ bạn bè thuở ấy, cùng đi có đứa không về. Người vợ tuổi già như bác, miếng trầu nhai dập chiều mưa, thời son trẻ xa nhau mãi, giờ thương biết mấy chỗ vừa. Huân chương xếp vào góc tủ, nay hàm tướng ta mà chi, tuổi già công danh coi nhẹ, cuộc đời như nước qua đi. Thọ trước bạn cùng súng đạn, nay khuây hàng xóm bạn già, bao dốc bao rừng đã vượt, lối vườn quanh quẩn vào ra. Ngày đi khuất bóng mẹ cha, ngày về sửa sang mộ cũ, âm thầm một tấc đất sâu, hương khói tỏ mờ màu cỏ, ngôi nhà nắng mưa vẫn đó, đàn con mỗi đứa một nơi, nếu không có trẻ hàng xóm, tuổi già hẳn nhiều đơn côi. Những đêm gió thổi buốt trời, vết thương cũ còn đau nhức, ôi sư đoàn xưa giờ đâu, người cũ ai còn ai mất. Về hưu giờ thôi quyền chức, ai người nhớ bác lại chơi, ai kẻ xa lòng lánh mặt, niềm riêng một mảnh trăng trời. Bài thơ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn các bạn trong những lần gặp nhau tới đây. Xin chào tạm biệt.